Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu vừa diễn ra tại đấu trường Thiên Thiên Tịnh Kỳ diễn ra ngày hôm nay 24 tháng 6 2022. Trận đầu tiên thì tuyển trẻ Việt Nam gặp Vua Cần Rừng Lữ Khâm, trận thứ hai thì Liễu Đại Hoa gặp Hứa Hảo Trung. Mời bạn xem trận đầu tiên, Vua Cần Rừng Lữ Khâm cầm đen thủ hậu gặp tuyển trẻ Việt Nam cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức.将军。将军。
Chương 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 Trên đây, thầy Lữ Khâm đã buông cờ nhận thua, vì nếu ăn mã sẽ mất xe. Mời bạn xem trận thứ hai. Trận thứ hai, thầy Lữ đã qua gặp Hứa Hạo Trung. Trận này diễn ra ngày 19 tháng 6 2022. Lữ đã qua cầm đỏ đi tiên, còn Hứa Hạo Trung cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军，将军。将军。将军。将军。Trên đây thì Hảo Trung đã buông cờ nhận thua và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.